Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để chào đón đầu năm mới Nhâm Dần. Và chào mừng các bạn quay trở lại với công việc sau một kỳ nghỉ Tết dài. Thì hôm nay cái video của mình chủ yếu là hướng dẫn cho các bạn cách mà cài hệ điều hành Ubuntu Samsung với Windows trên những cái máy tính mà chạy chuẩn UEFI. Và chúng ta đều biết là Intel đã khai tử cái chuẩn này từ năm 2020 và một số cái hãng sản xuất đã tích hợp với công nghệ UEFI vào năm 2012. Và hầu hết các cái máy tính trên thị trường hiện nay đều dùng chuẩn GPT hết. Và một số người thì quen cài hệ điều hành trên chuẩn MBR, do đó là không biết cách nào để mà cài song song hai hệ điều hành trên GPT. Do đó hôm nay mình làm một cái video để hướng dẫn các bạn cách mà cài song song Windows và Ubuntu trên chuẩn GPT. Vậy thì những thứ mà chúng ta cần có là gì? Những thứ chúng ta cần có đó là cái thứ nhất đó là một cái USB. Một cái USB theo mình đó là USB tầm 4GB đến 8GB. Mình khuyên dùng 8GB để cho cái dung lượng lưu trữ nó được nhiều hơn. Và một cái thứ mà bạn cần phải có nữa đó là cái phần mềm Rootboot. Đây, cái phần mềm Rootboot của mình đây. Và cái phần mềm này các bạn có thể tải trên mạng được. Và nhân vật chính của chúng ta là các bạn phải tải một cái file ISO của Ubuntu về. Nhưng mình đây là mình đã tải sẵn về máy tính rồi. Đấy. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là tạo một cái bộ cài vào RAM USB. Các bạn khởi động cái phần mềm Rootboot lên. Đấy. Bây giờ các bạn chọn cái đĩa cài Ubuntu, các bạn bấm select thôi. Đây. Ubuntu Virtual. Cái Torchic System các bạn chọn UEFI nha. Bởi vì là máy tính đời mới bây giờ là dùng UEFI hết chứ không dùng Legacy nữa. Đây. Và cái Partition Scheme các bạn để là MBR. Để cho nó khỏi tạo nhiều phân vùng cho nó đỡ lằng nhằng. Để MBR cho nó đơn giản. MBR và Torchic System là để UEFI. Ở đây là Non-CSM có nghĩa là không có Secure Boot. Non-CSM có nghĩa là không có Secure Boot và các bạn việc cần làm là tắt Secure Boot trong máy tính này. Tuy nhiên thì như những cái bài viết trước của mình đã trình bày là Windows 11 thì nó phải có, bạn phải có Secure Boot bạn mới dùng được Windows 11. Đấy. Do đó là dùng cái MBR này thấy nó không hợp lý rồi bạn chọn GPT. Cũng vậy luôn. Wow. Vậy thì Ubuntu trước đây nó theo một cái lối mòn, nó không cần Secure Boot. Vậy thì thôi thì mình để MBR cho nó đơn giản, chứ để GPT nó tạo nhiều phân vùng nó cũng rắc rối. Để MBR các bạn nhá. Còn Torchic System là nó chỉ có một cái UEFI thôi, là các bạn để nguyên vậy. Đấy. Rồi sau đó các bạn bấm nút Start thôi. Các bạn chọn là Cry in ISO Image Mode nhé. Sau đó mình bấm OK. Nó cảnh báo cho chúng ta là khi bạn tạo một cái bộ cài Ubuntu thì tất cả mọi dữ liệu sẽ bị xóa. Vì sao vậy? Bởi vì là khi mà bạn tạo cái bộ cài Ubuntu vào trong cái USB thì cái USB của bạn sẽ được format mới và bạn tạo một cái USB có khả năng boot được. Mà muốn boot được thì phải format lại hết tất cả mọi thứ trong USB. Do đó là dữ liệu cũ của bạn nó sẽ bị xóa đi. Cái nguyên lý format của USB nó là như thế. Format dữ liệu, xóa hết sạch dữ liệu cũ để mà tạo cái không gian đủ trống để mà copy dữ liệu mới vào. Đấy. Bây giờ mình bấm OK nhé. Để cho nó tạo một cái bộ cài vào. Nó đang tạo các bạn để nguyên vậy nhé. Không có được đụng chạm vào. Khi nào nó xong thì nó bấm complete thôi. Và cái lúc tạo bộ cài thì nó nhanh nó chậm tùy vào cái USB của bạn. Có nghĩa là bạn dùng cái chuẩn nào, nếu như mà bạn dùng cái chuẩn 3.0 thì chúc mừng. Cái tốc độ cốp nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cái chuẩn USB 2.0 trước đây. Nó đang cốp rồi các bạn. Mình xin phép tua nhanh nhé. Và trong lúc chờ đợi ấy, thì mình cũng chỉ cho các bạn cái cách mà down reboot về. Thì cái link của Rootboot cũng như cái link của bản Ubuntu thì mình đã để dưới phần mô tả của bài viết rồi.
Và theo mình nghĩ là cái bản Ubuntu Machine này là cái bản tối ưu, bởi vì á là cái giao diện nó rất là thân thiện và nó cũng na ná như là macOS. Trước đây á mình đã từng sử dụng hệ điều hành macOS rồi. Và mình thấy các cái distro của Ubuntu nói chung cũng như là Linux nói riêng á, thì mình thấy cái distro Ubuntu Machine này nó rất là thân thiện, cũng như là cái độ tùy biến giao diện nó cao hơn rất là nhiều so với các bản Ubuntu thường. Và nhìn vào cái giao diện đây, các bạn có thể thấy là cái giao diện nó cũng y chang như macOS, và bạn có thể bạn cài thêm của macOS vào rất là dễ dàng, bởi vì là trong cái bản Ubuntu Machine nó tích hợp sẵn những cái thêm của macOS vào. Và những cái bạn nào mà quen dùng MacBook rồi thì mình khuyên nên dùng cái bản Ubuntu Machine này, bởi vì cái giao diện nó rất là thân thiện hơn so với người dùng. Đấy. Việc download root cũng như là Ubuntu cũng dễ thôi. Các bạn truy cập vào cái link này. Hai cái link này mình đã nói rồi, là mình đã để dưới cái phần mô tả. Các bạn kéo xuống, các bạn bấm chữ cái bảng này, các bạn download về thôi. Các bạn chỉ cần click chuột vào đây để download thôi là xong. Đấy, click chuột vào chữ download là xong. Xin lỗi các bạn, là do mạng của nhà mình cái đường truyền nó rất là kém, thành ra là lót hơi bị lâu một chút. Đây, các bạn chọn cái bản 21.10 là cái bản mới nhất, rồi các bạn chọn Direct Download, thế là xong. Wow, Ubuntu nó cũng yêu cầu khắt khe, sao yêu cầu khắt khe như Windows vậy các bạn ạ. Nó phải yêu cầu CSM mode, có nghĩa là máy tính của bạn phải cài Secure Boot để cho nó phù hợp với Windows 11 luôn. Bởi vì ban nãy mình nói là Microsoft nó yêu cầu Secure Boot cho Windows 11, và Ubuntu nó cũng bắt buộc phải làm như vậy, bởi vì là để mà chạy song song hai hệ điều hành thì Secure Boot là phải đảm bảo được bật để cho hai cái hệ điều hành nó chạy nó thông suốt. Chứ mà nếu như mà bạn tắt cái Secure Boot là bạn chỉ dùng được Ubuntu chứ bạn không dùng được Windows. Do đó nó bất tiện, do đó là Canonical là cái hãng mà sản xuất Ubuntu, người ta họ yêu cầu là phải có Secure Boot để mà chạy song song giữa hai hệ điều hành Windows và Linux, nó dễ hơn. Windows và Ubuntu dễ hơn. Đấy. Và mình cũng nói luôn là cấu hình để mà cài Ubuntu nó nhẹ hơn rất là nhiều so với thằng Windows. Nó nhẹ đến mức khó tin luôn. Ở đây là RAM 4G, CPU 64 bit. Cái này là chỉ dành cho dev thôi nha. Dành cho dev là cấu hình phải 4 GB RAM trở lên và cấu hình máy tính phải đủ mạnh. Tuy nhiên đối với những người dùng nghiệp dư á, đối với những người dùng nghiệp dư thì chỉ cần RAM 1 GB là đủ rồi, thậm chí RAM 2 GB. Và CPU chỉ cần Celeron đời G31 là đã chạy ngon lành rồi. Bởi vì á là Ubuntu nó chạy nó không có háo phần cứng như là thằng Windows. Thằng Windows là cấu hình là phải 4 GB RAM trở lên, rồi CPU phải i3 trở lên nên nó chạy nó mới mượt chứ. Chứ thực tế ra thì Linux thì đối với những người dùng nghiệp dư là chỉ cần cấu hình cùi cùi thôi nó vẫn chạy được. Bởi vì nguyên lý của Unix cũng như là Ubuntu nó ăn rất là ít tài nguyên, và nó có cách tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, do đó là những cái máy tính cùi bắp bạn vẫn chạy được. Đấy là lý do tại sao là những cái máy tính mà chạy Linux với lại Mac OS thì nó chạy nhanh hơn rất là nhiều so với thằng Windows, là vì thế nó không có háo phần cứng nhiều. Ở đây người ta họ yêu cầu cấu hình là 4 GB RAM trở lên và CPU 64 bit là chỉ dành cho cái này thôi. Chỉ dành cho những người mà lập trình viên, là những người mà làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin thôi. Mới cần phần cứng mạnh như thế này thôi. Chứ đối với những cái người dùng mà nghiệp dư, những người dùng tàn tàn thì cấu hình máy tính thấp hơn nữa. Chỉ cần một cái máy tính mà chạy G31 thôi là cũng đủ ăn rồi. Cấu hình G31 với lại Celeron là chạy cũng đủ ngon rồi. Không cần thiết phải cấu hình mạnh như thế này đâu, không nhất thiết phải dùng cấu hình mạnh này chỉ dành cho dân công nghệ thông tin mà thôi. Đây, và nếu như bạn nào mà muốn kỹ hơn nữa thì các bạn check cái mã này nó khớp với lại cái file của bạn download không. Nếu như bạn nào kỹ thì các bạn kiểm tra cái mã này, nếu như mà nó khớp thì cái file nó không có bị bể. Mình đã từng kiểm tra cái mã này rất là nhiều lần rồi, đối với bản Ubuntu gốc, và cái mã này đối với cái file mình download nó không có khớp, do đó là cái file thường xuyên nó bị bể. Do đó là các bạn muốn kỹ hơn thì phải kiểm tra cái mã này với lại cái file mà các bạn download cho nó khớp, để mà cái việc cài cái Ubuntu và nó tránh bị lỗi, bởi vì là cái file nó không có bể đấy.
Coi thử nó xong chưa? 84% rồi. Nó phải đào một số cái thư viện về nữa các bạn. Bởi vì là khi mà mình mới tải Refood về thì nó không có cái thư viện để mà nạp cái boot cho Ubuntu đâu, thành thử ra phải lên, nó phải lên mạng tải nữa. Do đó lúc nãy mình nói là ngoài cái tốc độ USB ra thì tốc độ mạng cũng là một nhân tố tải nhanh hay là chậm, bởi vì là nó dựa trên internet. Mà nếu như mà tốc độ mạng cà rì thì nó cũng như không à. Bạn có USB 3.0 mà cái tốc độ mạng nó cà rì nó cũng như không, bởi vì là nó cẩu một số thư viện trên mạng nữa. Đấy. 90 được gần trăm rồi. Đợi thêm một chút các bạn nhé. Đây nó có 3 phiên bản không? Và những bạn nào dùng Raspberry là dùng cái này. Và nó có hai cái phiên bản thường với lại phiên bản LTS. Cũng giống như Windows nó có hai phiên bản là nguyên bản Windows 10 thường và Windows 10 LTSC vậy đó. LTSC là hỗ trợ dài hạn, viết tắt của cái chữ long term này bạn này. Cái chữ LT, cái tiền tố LT này có nghĩa là long term nghĩa là hỗ trợ dài hạn và có thể kéo dài 10 năm, 20 năm tùy. Còn đối với những bản Windows 10 thường là nó hỗ trợ ngắn hạn hơn, là chỉ trong vòng 1 năm hoặc là nửa năm đấy. Mình giải thích sơ bộ là như vậy. Bạn nào nếu như mà muốn dùng cái bản mà cũ hơn, hoặc là bạn nào có phần cứng máy tính yếu hoặc là ngại việc update, ngại việc nâng cấp thì các bạn chọn cái bản 20.04 này nhé. Bởi vì là cái bản này bản LTS là hỗ trợ dài hạn. Chứ nếu như mà các bạn chọn cái bản hỗ trợ ngắn hạn thì nó sẽ bất lợi, bởi vì là một khi mà nó đã ngừng hỗ trợ rồi là hơi bị mệt đó. Đấy. Wow, xong rồi các bạn ạ. À. Xong rồi là nó chỉ báo một cái âm thanh và nó ghi chữ ready thôi. Bây giờ mình tắt nhé. Đây. USB mình đã tạo xong. Đây. Bây giờ mình chỉ việc mình boot thôi. Ở đây là mình dùng môi trường máy ảo cho nên là mình boot bằng cái file ISO luôn chứ mình không dùng USB. Giá trị máy thật là các bạn boot bằng USB nhé. Các bạn chọn cái đầu tiên, Ubuntu Boshi. Để mình phóng to cái màn hình lên cho các bạn thấy, dễ thấy luôn. Đây. Bạn ngồi đợi thôi, đợi cho nó vào giao diện tính thôi. Và mình cũng nói luôn á là theo cảm quan của mình là dùng Ubuntu các bạn không nhất thiết phải nâng cấp ổ cứng Linux đi, thậm chí các bạn dùng ổ cứng HDD nó vẫn chạy phà rồi, cho nên không có như Windows. Windows là từ Windows 10 trở lên là bạn phải đầu tư SSD mới chạy nhanh được, còn không thì nó chạy cà rì. Còn Ubuntu hoặc là macOS thì ngược lại. Chỉ cần dùng HDD thôi, ổ cứng bình thường thôi, nó chạy cũng tương đối thôi. Đây, nó vào cái giao diện rồi đấy. Phần cứng của cái máy ảo nó hơi thấp, mình cấu hình nó hơi thấp, thành ra nó hơi chậm tí. Chứ trên máy thật thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Bởi vì máy thật là cấu hình hiện nay là các máy tính bán trên thị trường đó là RAM 8 GB, còn CPU là khỏi bàn rồi. Theo định luật Moore thì phần cứng mà nào mà sản xuất càng mới hơn thì cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Cái đó là định luật Moore đã có rồi, định luật Moore đã nói rồi. Ở đây cấu hình máy ảo, trên máy ảo là cấu hình RAM 2 GB và CPU 1 nhân thôi. Do đó là chạy rất là chậm. Mình cũng thuộc dạng hà tiện, thành thử ra là mình chia cái máy ảo rất là khiêm tốn, bởi vì sợ nó ăn tài nguyên máy tính lớn, thành thử ra là mình chia như vậy. Và mình cũng nói thẳng luôn á là máy tính mình cũng thuộc dạng khủng long á, Core i7 RAM 16 GB, i7 thế hệ 10 các bạn nhé,
và SD là 52. Tuy nhiên mình chia như vậy là để đảm bảo được là các tài nguyên, các cái tài nguyên trong máy tính là nó chạy trơn tru, càng hà tiện càng tốt các bạn ạ. Nó lót hơi lâu tí. Đây nó lót rồi các bạn ạ. Nó lót rồi đây. Ở đây là nó khỏe hơn một tí á, là ở trong Ubuntu thì nó tích hợp sẵn ngôn ngữ tiếng Việt vào đây rồi. Do đó là bạn nào không chuyên về ngoại ngữ thì có thể sử dụng Ubuntu theo tiếng Việt rất là dễ dàng, không cần phải cài đặt lằng nhằng như là bên Windows. Bên Windows là cái bộ cài nó chỉ có duy nhất tiếng Anh thôi, và bạn muốn cài tiếng Việt thì nó mất rất là nhiều thời gian. Còn ở đây là nó tích hợp sẵn tiếng Việt luôn rồi, tích hợp sẵn tất cả các ngôn ngữ trên thế giới luôn rồi. Do đó là bạn nào mà không chuyên về ngoại ngữ thì có thể chọn cái ngôn ngữ mà mình mong muốn, hoặc là cái ngôn ngữ bản địa của mình nó dễ dàng, chứ nó không có như Windows. Windows là chỉ giới hạn một ngôn ngữ thôi, còn bạn muốn cài ngôn ngữ mẹ đẻ của mình thì mình phải phải thao tác rất là nhiều bước. Như đây là mình dùng tiếng Anh cho nên mình chọn English. Các bạn chọn cài đặt Ubuntu Digital. Đây. Các bạn cài chọn cài đặt, các bạn bấm ấn vào Install thôi. Và cái layout bàn phím các bạn cứ để English US nha, không được chỉnh sửa gì hết. Bởi vì là cái layout của hầu hết các cái bàn phím hiện nay bán trên thị trường nó là English US hết, theo cái form như vậy. Cài bản cập nhật như thế nào? Ở đây các bạn chọn Normal Installation là cài đầy đủ hết tất cả mọi thứ trong đó luôn. Và một cái điểm sáng nữa của Ubuntu nó khác với Windows là nó tích hợp tất cả mọi phần mềm vào đó luôn. Ví dụ như là Word, Excel, PowerPoint, hoặc là những phần mềm lên mạng, rồi trò chơi đi điện tử, rồi vân vân, nó tích hợp sẵn trong đó rồi. Bạn không cần phải loay hoay mất nhiều thời gian như là Windows. Windows là sau khi cài Win xong là coi như là nó trắng tinh luôn, nó không có một cái gì hết trơn. Nó không có một cái gì hết, bạn phải mất thời giờ bạn lên mạng, bạn search những cái phần mềm của bạn về cài, nó rất là mệt. Như đây là Ubuntu là những cái phần mềm thiết yếu rồi, tích hợp sẵn luôn rồi, do đó là rất là tiện. Do đó nếu như bạn chọn Minimal Installation hay là giống như là bạn cài đặt Windows, và mình khuyên là bạn chọn Normal Installation để cho tích hợp sẵn những cái phần mềm tiện ích luôn, để bạn khỏi phải mất thời giờ bạn cài. Đấy, còn các bạn bỏ tích cái này cho mình, bởi vì nếu như mạng chậm là coi như là các bạn download update rất là mệt. Và Ubuntu là sau khi vào Ubuntu được rồi thì bạn update sau cũng được, không cần thiết phải update ngay lúc cài đặt đâu. Và lời khuyên của mình là nên chọn cái cuối này, cài những cái phần mềm driver, card đồ họa và wifi. Nếu như bạn không bỏ cài cái này thì máy bạn sẽ nhận thiếu driver, và bạn sẽ gặp một số cái tình trạng như là không vào được wifi hoặc là màn hình có vấn đề. Như mình đây là có bữa mình cài vội quá, mình cài vội quá, do đó là mình không tích vào cái install third party này, do đó là máy tính của mình nó không có nhận được wifi, nó không có nhận được wifi. Vậy thì mình rút được kinh nghiệm, do đó là các bạn nên cài cái này vào, tích vào cái này để cài cái driver cho nó đầy đủ hơn. Đây, chọn cái normal và bỏ tích cái download update và chọn cái install third party vào. Đấy, continue thôi. Nó hơi lâu một tí bởi vì là nó lót driver nữa. Prepare driver. Do mình tích vào cái driver cho nó là nó cài driver luôn. Ubuntu nó có một cái điểm sáng là tích hợp sẵn driver cũng như là phần mềm luôn. Nhưng mà muốn bạn muốn có đại bạn muốn nhận đầy đủ driver, bạn phải tích vào cái third party này nó mới nhận đủ driver, còn không nè. Nó rất là cực. Nhất là những cái máy mà xài mờ cạc MX130. MX130 nếu như bạn không tích vào cái này thì màn hình của bạn nó sẽ rất là khó chịu. Như mình là mình dùng cạc liền là coi như là nó đơn giản rồi. Đây. Ở đây nó sẽ có ba cái tùy chọn và mình sẽ giải thích kỹ ba cái tùy chọn này.
Cái tùy chọn thứ nhất đó là cài đặt Windows song song với lại Ubuntu. Tuy nhiên nó có một cái điểm dở là nó sẽ tự động nó cấu hình phân vùng cho bạn luôn, không cần biết trước biết sau gì cả. Và một khi mà bạn xóa cái phân vùng Ubuntu thì cái phân vùng Windows coi như là không khởi động được. Đó là một cái điểm bất lợi. Hoặc là khi mà bạn xóa phân vùng Windows thì Ubuntu coi như là nó chết luôn, nó không có khởi động được nữa. Đấy, do đó là đừng có chọn cái tùy chọn phía trên. Còn cái tùy chọn thứ hai là xóa hết tất cả cái đĩa và cài đặt Ubuntu. Là có nghĩa là các cái phân vùng C, D, E, F, G, H, I nó tẩy sạch sành sanh. Đồng nghĩa với việc là dữ liệu của bạn nó bị tẩy sạch sành sanh luôn. Do đó là tuyệt đối không được sử dụng cái này. Do đó là hai cái tùy chọn này coi như là không nên chọn, chọn cái something else cho nó an toàn. Đấy. Vì sao lại an toàn? Vì khi mình bấm something else thì nó sẽ ra một cái bảng như thế này, là cái bảng như thế này là tất nó hiện tất cả những cái phân vùng trên máy tính của bạn. Và bạn dễ dàng bạn tạo một cái phân vùng mới hoặc là bạn modify, bạn chỉnh sửa đến như thế nào cho nó phù hợp để bạn cài Ubuntu. Và nó có một cái điểm lợi nữa đó là khi bạn xóa Windows thì Ubuntu vẫn chạy bình thường. Đó là một cái điểm sáng. Chứ nếu như bạn chọn cái alongside cái đầu tiên á thì khi bạn xóa Windows thì Ubuntu nó chết. Đấy. Và nó tự động nó chịu đĩa chứ bạn không có thể nào bạn chọc ngoáy vào trong này được. Bạn không thể tùy chỉnh theo ý muốn được. Bây giờ mình chọn cái phân vùng để mình cài nhá. Bây giờ mình chọn mình chia một cái phân vùng nhá. Ở đây là cái phân vùng mà SDA, đây là phân vùng mình cài Windows. Mình chưa chia ổ đĩa, mình chưa chia ổ đĩa. Mình chỉ cài Windows 10 trên cái máy ảo thôi chứ mình chưa có chia ổ đĩa. Giờ đó mình chọn cái phân vùng này. Cái phân vùng EFI và cái phân vùng 134 MB các bạn đừng có động chạm vào nhé. Bởi vì là phân vùng EFI thì khỏi bàn rồi, còn phân vùng này là Microsoft Reserver Manager là khôi phục Windows, do đó đừng có đụng vào hai cái phân vùng này. Đụng vào cái phân vùng đây các bạn bấm chút. Đây. Nó cực. Okay. Không. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tạo một cái phân vùng để mà cài Ubuntu các bạn nhé. Bây giờ chọn một cái phân vùng NTFS, các bạn kích phải vào change. Rồi sau đó các bạn nhập cái size vào. Và Ubuntu là tối thiểu là phải là 32 GB. Tối đa bao nhiêu tùy bạn. Tối thiểu là phải 32 GB và nó không có như Windows, Windows là ổ cứng phần trăm GB. Chạy nó mới mượt chứ như Ubuntu thì chỉ cần ổ cứng 30 40 là nó chạy phà phà rồi. Ở đây mình dùng 64 GB cho nó an toàn. Format 64.000. Các bạn dùng EST4. EST4 là cái chuẩn đĩa của Linux. Bạn kích vào đây. Rồi sau đó các bạn format cái phân vùng mới tạo. Rồi sau đó các bạn chọn ở đây là dấu sạc cho mình. Rồi bạn bấm OK thôi. Để mình hướng dẫn lại cho các bạn nhé. Chứ nhiều nhiều bạn là coi như là chưa tạo cái phân vùng nào cho Linux là nhiều bạn quấn cái chỗ này, do đó là mình sẽ hướng dẫn kỹ lại chỗ này cho các bạn nắm. Các bạn nhớ tập trung để ý nhé. Đây, mình chọn một cái phân vùng NTFS bất kỳ, không phải là OC. Ở đây máy các bạn là chọn là đừng có cái ổ nào là OC. Ổ DAF gì cũng được. Các bạn chọn vào cái phân vùng NTFS, các bạn kích phải vào, chọn gì chain. Kích phải chuột các bạn chọn chain. Đây. Hoặc là các bạn có thể bấm cái chữ chain trên này cũng được, không có vấn đề gì cả. Đây. Rồi các bạn nhập cái dung lượng cho nó thôi. Nhập cái dung lượng để mà các bạn cài Ubuntu thôi. Dung lượng cài Ubuntu là 64 GB. Bao nhiêu các bạn ở đây các bạn nhập bao nhiêu tùy bạn nhé, nhưng mà theo mình thì 32 trở lên, 32 GB trở lên. Nên để 32 GB trở lên. Và đơn vị tính theo megabyte nhé. Chứ đơn vị không phải là GB đâu. Và lưu ý luôn là 1 GB là bằng 1024 MB. Các bạn cứ nhân lên là ra.
Và USAT này là các bạn chọn EST4 là cái phân vùng đĩa của Linux. Chứ các bạn không được chọn NTFS nha. Các bạn chọn EST4 là cái phân vùng đĩa của Linux. Rồi các bạn format cái ổ. Và Mount là các bạn để dấu sạc cho mình nhé. Rồi sau đó các bạn bấm OK. Nó đang tạo một cái phân vùng để mà cài Ubuntu đó các bạn. Các bạn bấm Continue. Nó đang tạo cái phân vùng để cài Ubuntu đó các bạn. Nhanh hay chậm phụ thuộc vào ổ cứng thôi. Nếu như mà dùng SSD nó sẽ nhanh hơn ổ hard đi. Đây, nó đang tạo. Việc cần làm là ngồi đợi thôi. Đợi chờ là hạnh phúc. Đây. Một phát ăn luôn, nó đã tạo cho cái phân vùng này rồi rồi các bạn click vào cái phân vùng này nhá. Các bạn click vào cái phân vùng mà các bạn vừa mới tạo phân vùng ESC này để mà cài Ubuntu vào đấy. Rồi sau đó các bạn bấm install now. Thế là xong. Chạy trên máy ảo nó hơi chậm các bạn. Chứ chạy trên máy thật thì nó cái tốc độ nó sẽ như gió. Đợi chờ là hạnh phúc. Đây. Nó ra cái này thì các bạn vui lòng chọn cái khu vực là Việt Nam nhá, Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh. Cái múi giờ là Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh. Where are you? Đây là cái múi giờ của mình, hỏi cái múi giờ đây, Hà Nội đây. Múi giờ là Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh. Đây Hà Nội Việt Nam đây. Các bạn chọn Hà Nội rồi chọn cái múi giờ, sau đó các bạn continue. OK. Đến đây là các bạn điền tên thôi, điền tên sử dụng của các bạn vào nhé. Ở đây mình điền tên của mình vào, ở đây các bạn điền tên sử dụng của các bạn vào thôi. Đấy. Và do computer name thì nó sẽ tự sinh cho mình luôn. Bạn không có chọc ngoáy vào đây. Và cái username này là tên của bạn thì cái username của bạn nó cũng tự sinh ra luôn. Và nó có một cái điểm thuận lợi như vậy là bạn chỉ cần điền tên thì nó sẽ tự khắc nó sinh cho bạn một cái username. Đó là một cái điểm sáng của hệ điều hành Ubuntu cũng như là hệ điều hành Linux. Và một cái điểm lưu ý nữa đó là hệ điều hành Ubuntu hoặc là Mac OS nó khác biệt rất là nhiều so với lại cái hệ điều hành Windows các bạn nhá. Nó khác biệt hoàn toàn ở chỗ nào? Nó khác biệt hoàn toàn ở chỗ là hệ điều hành Windows nó không có bảo mật cao như là hệ điều hành Ubuntu cũng như là macOS. Là có nghĩa là bạn không cần password, bạn có thể bạn chọc ngoáy vào hệ thống Windows nó dễ dàng được và bạn có thể dễ dàng bạn login và bạn tải phần mềm về máy được. Đấy là một cái điểm bất lợi. Thế nhưng hệ điều hành Ubuntu hoặc là macOS thì bạn muốn tải phần mềm về máy tính hoặc bạn muốn chọc ngoáy sau vào hệ thống thì bạn phải cần password. Đấy, bạn phải cần password, bạn mới đăng nhập vào. Do đó là cái độ bảo mật nó sẽ cao hơn rất là nhiều, do đó bạn phải đánh password vào đây. OK. Và nếu như mà các bạn không muốn nhập password lằng nhằng thì các bạn bấm vào Login Automatically là khi mà vào Ubuntu thì bạn khỏi phải bằng bỏ qua cái bước mà nhập password luôn. Đấy. Nếu như bạn nào không chuyên thì bạn nào không muốn bắt buộc lằng nhằng thì các bạn chọn cái tùy chọn ở trên. Còn nếu như mà bạn nào muốn bảo an toàn thì chọn cái tùy chọn bên dưới, theo mình thì nên chọn cái tùy chọn bên dưới. Bởi vì là những người mà thường thường là kỹ tính là những cái dữ liệu mật của người ta là bảo mật một cách tuyệt đối và nếu như mà không có bắt buộc là coi như là kẻ gian có thể vô phá bất cứ lúc nào. Đấy, do đó là theo mình là nên để bắt buộc. Bây giờ continue thôi. Nó đang cài các bạn ạ. Và việc cần làm của chúng ta là ngồi đợi thôi. Mình xin phép tua nhanh cái đoạn này luôn nhé.
Đây, nó xong rồi các bạn ạ. Và việc cần làm của chúng ta là restart now thôi, là khởi động lại máy tính đó. Đấy, nó đang khởi động lại các bạn ạ. Bây giờ họ bảo mình là gỡ cái USB ra và nhấn Enter để mà hoàn thành cái việc khởi động. Và các bạn tháo USB ra xong rồi các bạn bấm Enter. Các bạn muốn vào Windows là các bạn chọn Windows Manager ở dưới này. Còn các bạn muốn vào Ubuntu là các bạn chọn Ubuntu thôi. Là mình cũng xin giải thích luôn là khi mà sau khi các bạn cài Ubuntu vào rồi á, thì nó sẽ cho các bạn một cái bảng chọn như thế này. Nó rất là tiện lợi đúng không ạ? Đấy. Bây giờ mình vào Ubuntu nhé. Wow, nó đã vào rồi các bạn ạ. Và một lời khuyên chân thành của mình luôn á là các bạn nên tạo trước phân vùng khi các bạn cài Ubuntu. Đây, cái màn hình welcome của nó đây. Mình nhắc lại là lời khuyên chân thành của mình là bạn nên tạo một cái phân vùng cài đặt Ubuntu trước khi các bạn cài đặt Ubuntu. Có nghĩa là bạn phải tạo trước một cái phân vùng ST4, rồi sau đó bạn cài trên cái phân vùng ST4 cho nó khỏi có bị lỗi. Và một số trường hợp là các bạn cài Ubuntu xong rồi tuy nhiên là không vào được Windows là do các bạn ghi đè trên cái ổ đĩa C, thành thử ra nó bị. Và cái việc mà tạo mới một phân vùng mới thì các bạn làm trên cái phần mềm Mini Tool Protection Wizard. Thì các cái phần mềm nó được tích hợp sẵn trong các cái bộ cài Win rồi. Cái bộ cài Win cũng như là cái bộ cứu hộ Windows nè. Và đa phần những cái bộ cứu hộ Windows nó có sẵn cái tool đó. Các bạn vào các bạn tạo một cái phân vùng ST4 là xong. Và các bạn cài Ubuntu trên cái phân vùng đó làm như vậy cho nó khỏi bị lỗi. Và video của mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Chúc các bạn có một cái năm mới làm việc nó tốt và gặp nhiều cái thắng lợi mới. Xin chào và hẹn gặp lại.